Chào bạn, chiều nay là mình tranh thủ sẽ vào hai cái phôi này vào những cái chậu rồi, cho nó phù hợp với nó nha. Hai cái phôi này nó rất là già luôn, có một cái bộ gốc đó nó rất là quái ha, cực kỳ quái luôn này. Đó. À, gốc đó coi nào coi nói cũng là một cái bộ đớ nôm hết nha các bạn. Đường đi của nó tự nhiên quá dị này. Đó. Rất là hợp với bonsai mini. Nó là từ những cái cây giáng long nó những cây giáng long á các bạn. Này coi lấy của giáng long này ha. Cây này nó đậu trái rồi, mình cũng chả nhớ hoa nó là cái gì nữa. Thôi, mình cứ như có một cái hoa. Hoa này là nó tàn mất rồi, hoa tám cánh mà tàn mất rồi. Xí nữa mình vào các phôi này, các những cái cây này ra những cái cây phôi theo kiểu dáng mini bonsai rồi mình vào chậu rồi mình sẽ quay đăng lên cho các bạn xem ha. Phôi nào phôi nấy nó cũng đẹp hết nha các bạn, già lắm nè. Quá tuyệt vời luôn ha. Rồi sau khi là mình cắt rồi đó các bạn ha, các bạn không cắt mình bấm bớt tỉa những cái rễ cám dư thừa này. Mình cảm thấy vô một cái chậu hình chữ nhật nó cũng cái chữ Phúc Lộc Thọ này, cảm thấy cái bộ đế rễ này rất là hợp với cái chậu này ha. Mình ướm thử rồi nha, không coi rễ cám rất là nhiều này. Xíu nữa mình đi ghim. Đi ghim này, đây là cái ghim tre này, mình ghim lại mấy chỗ này này, vô đất mình xem đất rồi cho nó cứng cáp cái bộ đớ rỡ này rồi mình sẽ giao lưu sau ha. Bộ đớ rỡ này mà đưa vô mấy cái chậu đất nung rất là hợp ha, kiểu bộ rỡ đớ nôm này. Các bạn hay nói là cái bộ đớ rỡ chân dài rồi gì đó, chung mình cũng không có rành gì mấy cái tên gọi đó ha, mình chỉ gọi nó là đớ nôm thôi. Nhìn thấy nó đẹp là được rồi, đỡ cho nó phù hợp với cái chậu, coi bộ đớ mà nó phù hợp với cái chậu này nha các bạn, quan trọng lắm. Cái này nữa, cái này xíu nữa mình sẽ cắt những chỗ này, cắt bấm chặn lại để nuôi cây ha, vô một cái chậu như thế này. Cái này thì đỡ vô hình chữ chậu hình chữ nhật à, giống như cái này là nó không có đúng, nhìn nó không đẹp. Đó, bây giờ mình ướm thử là mình thấy cái chậu này nó phù hợp với cái bộ đớ rỡ cây này không. Cây này bộ đớ rỡ nó cũng là một đớ rỡ nôm nha, nhưng mà rỡ kém nó nhiều quá. Rỡ kém cây này nhiều lắm, bành kỳ luôn ha, to như thế này thì vô chậu như thế này nó không hợp lý lắm. Chậu này là nó nhỏ so với cái bộ đớ này, rỡ nó trái đều luôn ha, rỡ kém là quét rồi luôn. Cơ bên mình là rỡ kém nhiều lắm nha các bạn. Hôm qua là mình lúc mà mình gửi cho các bạn mình cắt bớt á, giống như kia này cắt bớt, cái này cũng vậy, xíu nữa mình cắt bớt hết dọn lại cho nó gọn gàng mới vô chậu ha. Nên các bạn yên tâm giao lưu phôi bên mình là toàn là những cái phôi khuya không nha các bạn, phôi khỏe mạnh thôi. Chung lượng phân thuốc hay chăm sóc thì mình chăm sóc cũng vừa vừa thôi, chứ cũng không có chăm sóc quá kỹ như những anh chị hay nói ha. Mình chăm sóc vừa vừa mà coi nó vẫn bung mầm bung tược lên ầm ầm, chả có gì chăm cây cối không có gì mà nó phức tạp á. Rồi giờ đỡ mình làm xong cái chỗ này rồi mình sẽ giao lưu với các bạn
khi mà hình ảnh nó để xong á, vào chậu nó hoàn thiện rồi mình sẽ quay giao lưu ha. Giờ là cơ bản mình đã xem đất sau khi mà cho cây phôi này vào cái chậu mới, và mình cũng có xem một cái đất mới là cái đất Phù Sa Bình Định dưới một ít cát và một ít xơ dừa nha các bạn. Đó. Đây là mình chung cái khâu cuối cùng là chưa xong, nhưng mà mình cũng quay trước lúc mà mình bê tông đó, mình bê tông mình lắp đất thêm lên tới đoạn này này các bạn, cho cây nó mát đó. Là mình cũng quay trước cho các bạn xem là cái phần bên trong của cái chậu mà mình vừa vô phôi này các bạn. Đó. Không, các bạn có thấy một cái bộ đế rễ cực kỳ đẹp luôn ha. Rất là phù hợp với cái chậu này luôn. Này, cái này mình có dụng ý là mình đỡ mặt tiền của nó mình chơi phúc nha. Cái gì cũng là phúc trước, còn lộc thọ hay không đó là từ từ. Đó, bên này là thọ này. Đó. Ừ, bên này là lộc, bên này thọ đó. Mình vẫn thích cái từ phúc. Cái gì cũng là phúc trước tiên ở đã. Mình tính mới tới chuyện khác ha. Không. Một cái chậu rất là đẹp luôn. Mình cắt mình bỏ hai đỡ hai chi với lại đỡ một ngọn lại thôi. Không. Cây cực kỳ già. Chung không có cây nào mà gọi là bên mình nó gọi là non hết đó các bạn. Có những cây nó bị đẹp á mà nó rất là già anh em nha. Cho nên là mình kích mình lấy phôi mình chơi mini. Cây phôi tất nhiên lúc nào nó giá nó cũng rẻ hơn những cây thành phẩm. Mà những cây mà chăm không no không hết á, mà giờ nuôi thành phẩm nữa nó tốn thời gian lắm, nên mình buộc phải kích phôi mình bán này. Đỡ trong một cái chậu phối hợp, chủ yếu là mình phối được cái phôi như cái chậu nó hợp lý, là nhìn tự nhiên cái cây nó ra có hồn liền ha. Xíu nữa quay video xem mình cũng sẽ bê tôn lại, bê tôn rồi mình lớp thêm một cái lớp đất nữa cho nó, một cái lớp đất trên này đỡ nó cho nó mát cái cây, đỡ nuôi dưỡng cái cây nó sống. Rồi. Đây là cây đầu tiên. Cái này mình bơ có một tay nha các bạn. Mình bơ một tay à. Nên rất là tiện dụng ha. Các bạn có nhu nếu mà có thích thì cứ giao lưu và ghép thì nó cũng tiện cho mình. Thích hợp cho những người có không gian chật hẹp á, không gian nhà chật hẹp. Còn ở chỗ này á, cái phôi này mình đôm cao như thế này á, mà nó có những cái rễ sáng sáng con của nó này, không nhìn rất là hay ha. Còn các bạn thấy không, đây là cái phần đất cũ á các bạn, lớp trên này này rơi xuống là phần đất cũ, nãy là mình dũ ra hết, mình dũ hết lớp đất cũ của nó đi. Mình cho đất mới vào. Có những nhà vườn thì người ta chăm những cách chăm khác nhau ha. Mình thì mình cứ đỡ như thế này. Ví dụ hôm nay là mình bây giờ là tầm 2 giờ chiều, mình sang xong rồi mình đỡ qua đêm. Tới ngày mai mình mới bắt đầu mình tưới phân vào các bạn, phân thuốc kích mầm kích rễ. Chứ mình cũng không có tưới liền đâu, mình không có tưới liền ha, để cho những cái rễ này nè nó khô á, khô thời gian nó xong rồi nó cảm thấy nó thèm, thèm khát, thì khi mà mình nó héo héo rồi mình đút một lượng nước phân thuốc vào là nó rút rất là nhanh, hấp thu rất là mạnh nha. Cái này cũng cực kỳ già luôn, được đỡ trong một cái chậu hình chữ nhật này, cái chữ phúc lộc thọ này.
đang coi rất là đẹp. Trên này nó có một cái lõi già này các bạn, cái lõi chứ không phải là cái lõi là cái lõi điểm yếu đâu, cái phần lõi bên trong nó tạo ra. Sau này các bạn mà có máy làm lũa các bạn làm lũa nha. Nói chung mình cũng không có đầu tư bên máy làm lũa, cũng không có chuyên bên bonsai cho lắm, nên máy móc mà mình cũng không có đầu tư nhiều. Mình chỉ bán giá phôi cho các bạn và các bạn tự làm ha. Cái này có một cái độ collect rất là đẹp này. Những cái này nó thuần hết rồi nha các bạn, thuần cốt với thuần chi rồi nha. Giờ mình nếu mà các bạn cứ thích dòng Horin thì các bạn có đỡ chơi không? Không sao hết, mình dưỡng lại. Giống như này này, mình có đỡ này. Nhiều khi các bạn không thích ra dòng ghép á, các bạn đỡ rin vậy chơi, hoa nó cũng đẹp lắm. Hoa nó còn tám cánh mà màu vàng tươi á nha. Mình cảm thấy nó đẹp thì mình cũng chia sẻ cho các bạn xem ha. Rồi nếu các bạn có nhớ giao lưu cây nào, alo đó mình qua số điện thoại là 039 407 1359 hoặc là số Zalo 0849 02 0790 để sở hữu. Cứ mỗi phôi trong video ngày hôm nay là một phôi là 500 ngàn nha. Để sở hữu một cái phôi rất là độc đáo ha. Phôi cây rất là độc đáo này. 500 ngàn là cái chậu cái phôi nha các bạn, chứ mình không không có bao phí ship nha. 500 ngàn là không có gồm phí ship đâu. Chậu này à, lọt lòng gan tay mình này, gan tay mình 22 mà nó dư một khúc nữa chắc cũng tầm 25, rơi vào 25, lọt lòng nó 25 mà đó là cái chiều dài, chiều rộng là chắc cũng tầm 15 18 gì đây, một người bơi cho mấy thôi. Cái này rất là tiện dụng nè, phụ nữ người ta bơm được không, rất là đẹp ha. Rồi ok, rồi, mình kết thúc video để mình bê tông vào đất cho cái chậu này nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình, đã chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.